Ngỡ ngàng, sức mạnh Peter thật sự quá ảo diệu, từ cú hóa công chỉ trong chớp mắt. Khoảnh khắc hú hồn của người phụ nữ nọ khi chị livestream mà quên không bật app, có thể thấy nhan sắc thật của chị không có gì nổi bật, với làn da ngăm và nhiều khuyết điểm. Nhưng chỉ qua một nút ấn, chị bỗng hóa cô gái trẻ trung xinh đẹp, ngây thơ diễm lệ. Một hot tiktoker dạy trang điểm khác cũng đã từng show cận cảnh sự thật và hình ảnh qua filter làm đẹp, khiến mọi người ngỡ ngàng vì quá sốc. Cô cho biết đây là nguyên tắc trang điểm khi sử dụng filter, vì độ cà mịn quá mạnh nên những chi tiết cần làm nổi bật phải đường tô vẽ ở mức hơi ố dề một chút thì khi qua bộ lọc mới vừa vặn. Hóa ra nhan sắc thần tiên ngọt ngào mà chúng ta thấy chỉ là kết quả của công nghệ mà thôi. Thực tế, Trung Quốc là cái nôi của những phần mềm chỉnh sửa ảnh vô cùng ảo. Ở đất nước này, các cô gái có thể không biết trang điểm, nhưng chỉ cần biết dùng filter là đã có được những bức ảnh và video vô cùng mãn nhãn. Hóa ra câu nói, có thể xấu ngoài đời nhưng phải đẹp online, hoàn toàn là nói thật. Bạn nghĩ sao? Chia sẻ quan điểm của mình cùng 8TV, cũng như tiếp tục đồng hành cùng kênh để cập nhật những câu chuyện thú vị.